chào các bạn. Hôm nay các anh sẽ đưa các bạn đi thăm bảo tàng của thành phố Valencia. Đây là bảo tàng thành phố. Chúng ta sẽ đi cùng đi khám phá thành phố Valencia xem có gì đẹp nha. Rất nhiều con linh vật ở đây, có trâu này, có bò này, đây có một cửa ngựa ở trên kia nữa, rất là đẹp. Đây là con bò rừng. Rất là đẹp. Các bạn biết không, đứng ở đây á, nhìn được thành phố Valencia có rất nhiều các tòa nhà cao tầng trong thời. Ví dụ như hai tòa này vô cùng đẹp. Đây nữa, những tòa bên này nữa tuyệt vời không? Thành phố này rất cổ kính, cũng nhiều công trình lịch sử, cây cối nhiều, đường phố rộng và ít người sống, nhưng mà cũng có rất nhiều các tòa nhà cao trong thời. Hình như đây là con lợn này hay con gấu? Con gấu. Đây là con bò nữa này, hay con bò nữa không? Bò rừng, bò rừng, bò tót. Ai chưa có cái nào đây? Các bạn nhìn ở bên kia kìa, nó làm đấy, nó đẹp, hoành tráng, lưu giữ rất nhiều báu vật, như các sự kiện. Nơi bán kem, chúng ta đã sang thôi. Ở bên Mỹ thì có rất nhiều các xe bán kem di động, như cái xe này. Ở trên này có rất nhiều các loại kem. Đường phố Valencia đây. Bên Mỹ này thật là dễ dàng, không khó khăn như Việt Nam đâu các bạn. Chỉ cần hết xe dừng lại là chúng ta có thể ung dung sang đường. Và các xe ô tô ở bên này rất lịch sự, sẽ nhường đường cho chúng ta đi. Kem đây. Đây là một cái xe bán kem di động đây. Cho anh đang mua một cái kem.